Vào đêm qua, một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng đã xảy ra trên đường tỉnh lộ 753, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước. Hai chiếc xe máy liên tiếp tông vào xe tải khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, một nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ khá cao nên khi phát hiện chiếc xe tải lưu thông cùng chiều đã không làm chủ được tay lái, bất ngờ tông thẳng vào hông bên trái của xe tải. Chưa đầy vài phút sau, một chiếc xe máy khác do nam công nhân trên đường đi làm về do không chú ý quan sát đã tông trực diện vào đuôi chiếc xe tải đang gặp tai nạn dừng giữa đường. Vụ tai nạn khiến hai nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong trên đường đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.